Ê cả nhà ơi. Ông Quát ông cảm thấy ông đứng hình luôn rồi. Rồi. Vô đi. Nào hết mưa rồi về. Vô cô ơi. Con đi hết chưa về. Vô ngồi nghỉ chút. Mọi người vào mà chú này ở ngoài đó chú ơi. Bỏ đại đi chú ơi, chú để nữa. Vô 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 nghỉ đây hết mưa về. Bây giờ chú mà lấy cam ra nó ướt cam nữa chú mà để nó đi. Bây giờ về mà chú lại đi chơi, tưởng là chú phải chặt trong nhà nào chú nấp rồi chứ. Bây giờ chú lại đi ra nữa. Ôi lỗi trời mưa. Bác ơi đi coi luôn bác ơi. Chú ơi. Trời ơi. Kêu nào. Đi vô đi. Chú ơi. Bác ơi đi vô đây. Trời ơi đứa đâu kia vô nghỉ hết. Phải vô nghỉ chú. Rồi rồi ông cho. Làm thế vụ cương. Nó hồi nó bệnh à. Cái này tập chơi gì. Cái này còn tổng ra nữa hả. Cái nãy nó thay áo hay vậy. Có cái mít còn nhộng à. Áo đây áo dù à, đồ áo đây áo mưa không à. Mà nó cũng bị ướt. Dạ. Ở đây đâu áo mưa cho ta, đây là áo. Áo dù, áo gió. Áo gió. Cái này áo áo à, không phải áo mưa rồi. Cái lưng ướt mẹ chứ. Đợi áo đây chứ. Chứ áo dù mà. Áo dù mà áo mưa đâu. Tao tưởng đâu áo mưa rồi. Trời ơi, nó ướt cái chú rồi. Bởi vì mình ít có đi mưa rồi mình chở cái áo ở trong á. Thì hay hơn nó rồi. Còn nó dở quá à. Nè. Cái này không có ướt nè, thấy không? Dạ. Nó trong là cái áo này là cái áo dù nè. Ờ. Chảy dù. Áo này độc quyền, còn ông nội này ướt nhẹp ha. Nè, thấy không? Dạ. Mọi người nghỉ chú, ghế đi chú. Cái này bãi mà gần nhà ra thôi cái đó. Đó, đó, đó. Ướt với con chuột lột luôn. Cái áo mà bận áo mà giống như bận củng vậy chết luôn. Ướt qua cầu. Trời ơi coi lại. Trời ơi làm mày ướt cái áo luôn hả ông bác? Không được rồi. Chút giặt không hả? Có cái áo ba này kia nè. Đây nè, nước nhiều nè. Ở đây nè. Hôm trước con nhớ một cảnh mình cầm cái giặt áo mưa một lần rồi đó. Có hồi cái bên kia rồi nhà bỏ đuổi ra. Nè đi. Ở đó mình anh cũng ở tăng luôn. Nhà trọ nó ở được 2 ngày đuổi đó. Rồi chút giặt áo cái, mà còn cái áo này nữa vợ thịt đó mà nó còn thơm đó chị. Dạ. Cái này mình ở giờ chừng 2 tháng vậy đó, chạy vô vẫn thơm như thường. Cho chú phải có công ty cô Lý á hả? Ở giờ cỡ nào chị cho thơm đi. Thơm mà. Dạ. Ủa, cái đó hay quá ha. Công ty chọn người bác cáo là đúng bài luôn đó. Đúng như người đó hoàn cảnh. Rồi chú giặt con ơi ta ơi. Mà giờ đây có khách mà giặt người dưới mưa lắm. Đó. Cái này khỏi thuốc tẩy gì hết trơn rồi, nó dạ. Cũng thật à. Mưa tẩy. Chưa? Đúng. Chào ai hả?
chút thôi đó nhà. Hết gì rồi, hết chưa? Rồi em rồi. Dạ, đang ngồi dưới đây, chưa? Rồi làm ly cà phê sữa nó xí nại đi. Làm ly xí nại đi cho nóng. Lấy ngồi ghế đi em quét. Kêu cho ly xí nại. Còn chỗ khô. Dạ. Còn chỗ khô. Chỗ nào khô? Chỗ nào khô chú? Dạ, nắng này khô. Làm phía sau lại ướt. Dạ. Dở quá. Dạ. Sao lạnh quá ác hả? Uống ly xí nại đi cho nóng. Ấm người. Trung ơi, cho ly xí nại đi. Ly xí nại ly là nóng nóng vậy. Cho ly là nóng nóng vậy chú. Bây giờ dồn cam cái thấy gương quen. Dạ. Cái này mà cam nhỏ tao là 12 kg không. Ê, hút dép. Chú la vô cho ba cho khỏi uống đi chẳng quá. Quen rồi, sương gió quen rồi. Đời trai sương gió bụi trần hả? Đi ra biển á, rồi mày đâu có đâu. Chỉ có mày dễ bí có cây su rồi mình chụp cây su thôi. Ra biển đi lượn lũ rồi á. Dạ. Sương gió lắm. Quen rồi. Còn thằng mấy thợ lặn nè, mấy thằng lặn nè, cái trụ điện. Dạ. Mưa rồi nó không dám lên bờ. Mưa nó lặn nữa. Dạ. Ở dưới ấm. Mà lên nó cũng cảm ổn vậy. Ở dưới nó có giữ hơi ấm, còn lên là có gió. Xí nại là cà phê nóng á chị ơi. Phê nóng á, phê sữa nóng á. Thôi lỡ chú múc cà phê đá luôn hả? Nó lặn đi luôn. Đó, cái gì chú múc cà phê. Con ngồi xuống đi chú. Uống vô rung luôn. Nó đang lạnh chú múc ly cà phê để đá vô nữa là vô rồi nó lạnh nữa. Nóng. Dạ. Chú ơi. Chú có ngồi đây chú ơi. Chú ngồi đi vậy. Chú ngồi đi. Chú đứng cũng khổ luôn á. Nóng chú. Đó, đứng nè. Các bạn tới. Đi đâu mà sao không phải khổ dữ ta ơi. Đó, anh xong rồi đó. Đứng cho thở lúc đi. Đi đi. Cô ghé chú không ngồi luôn. Chú tự làm khổ chú á. Là mưa vào chú ở nhà cho núp đi rồi hết mưa chú ra. Tụi con qua cam cho. Chú sợ bắt cam sao chú ra chứ? Không phải, chuyền vô đó, kéo dạ. Về. Kéo về còn trả cái xe người ta. Mưa sao chú kéo gì được? Thì ông bác rồi, mưa rồi. Dạ. Vì sao nãy? Mình không đẩy xe này, mình đẩy rồi rẳng mình chuyền vô xong rồi đi trả. Sao lúc nãy mà trời mưa tới cũng lấy coi chú đang cộng đem cam đi trước. Chú này cho lát con phụ cho. Lợi mấy đứa cháu nó ra. Chú hồi nãy trời mưa con nói chú đem cam trước nhưng chú không đem cam, bây giờ để mưa rồi chú đem lại cái cam trước. Cam này không sao đâu, nó mắc mưa không sao gì. Tối về chú lấy vậy chú lao lại nha. Đút một chí tí phụ cho. Trời ơi, nước ngập mà nó xe nó chạy trên thành sông luôn rồi. Mẹ mưa to không bác ha. Mưa to ghê. Bác lấy cái ghế ngồi đi. Nó chạy khô hả? Nó ấm ấm lại. Cái hồ nó đụng nước lại lạnh thế. Thấy vô khổ quá chú ơi. Thiệt luôn á.
sáng giờ bán đã ế rồi, bán được có chục ký à. 12 ký hay 15 ký ta? 10 ký hả? 10 ký hả? Sáng giờ bán 10 ký hả? Thôi. Chưa bán được 12 ký nó phải. Dạ. Còn ngày mai nữa mà chú. Ba phải có bữa tắm đi. Đi dọn ngày mai. Buồn làm chi anh ơi. Hết mưa rồi ta sẽ về. Về đâu khi nhà đã mất? Về nhà trọ. Thấy bình thường mà có hồ mưa là mưa ha. Dạ. Mùa mưa. Hồi nãy mưa tới là thấy nó đang xu là biết nó mưa to rồi. Này chắc bữa nay Ngưu Lan chức nữ gặp nhau. Còn không cắt nữa ai? Mưa đó, tháng 7 nè. Càng kéo nữa, nữa như ai chứ. Chức nữ Ngưu Lan chức nữ. Dạ, ngày 7 tháng 7 gặp có lần còn. Đúng rồi. Tháng gặp 2-3 lần cha mẹ anh đó rồi. Dạ. Lạnh không bác? Nãy uống cà phê nóng rồi nó ấm người ha. Có bước vô cái này hai cái nó cộng lại đó. Nó rung luôn á chú. Mà con tính ra với xe mà tan gửi đồ về mà cho mấy cô dưới đó mà đợi mưa nữa rồi cũng khô luôn rồi. À, từ mua cho Trọng mấy cái chai nước nhặt đồ đó. Để cho chú đó. Mua về cái con khô luôn đó. Cái cam nữa. Ủa mày một thùng đó. Dạ con rồi chứ. Thì tôi nói nó tên gì nó không hiểu mà. Con đâu hiểu đâu. Đi nại. Đi nại hả? Là sao không hiểu? Rồi phải sữa nóng đó. Trời ơi. Ê, sữa nóng. Của người Hoa á. À. Không biết đâu. Sao này ông bác ngó tiếng Việt đấy rồi. Đâu phải ở ở xứ mình đó. Dạ. Chứ mình nó kêu gì này hả? Xây chừng, đồ ta chừng là bằng như nè. Xây chừng nhỏ này nè. Đi á, thần cá uống á. Dạ. Anh chủ anh biết mà tại em bé nó không biết. Rồi bây giờ chú làm đi cái thuốc để ấm bụng nè. Cái này vô ấm. Ấm phổi. Hình ra thành nám phổi luôn. Cái chân ruộng là đa số là người nào cũng uống thuốc hết. Dạ. Bởi vì cái chân ruộng thì ra bằng cỏ hay có chú làm gì thì bị mũi cắn. Phải không? Đó là kiểu bó giò bó tay chứ cái tay là thần. Nhờ hút thuốc á. Dạ. Bớt ngủ với nó ấm. Dạ. Bởi vì nhiều khi thằng bạn gái cô hút thuốc luôn nữa. Có không chơi đâu. Mưa tầm tã. Có nghĩa là hết mưa rồi cho đẩy về luôn nha chú. Giờ này chắc cũng không ai mua nữa đâu. Rồi cũng không biết cái này nữa. Rồi chú nghĩ người đi mai